Theo đó, 15 đoàn kiểm tra sẽ do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn. Mỗi đoàn có từ 5 đến 6 thành viên, kiểm tra từ 1 đến 3 quận, huyện, thị xã. Các đoàn có nhiệm vụ đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 gắn với công tác chuẩn bị tổ chức hai kỳ thi quan trọng, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại của thành phố, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đúng luật. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.